Đây là thợ hàn 6G các bạn ạ. Thật à? Ừ. Quay lên có thử cho tối mũi rồi. Hàn này như mặt lặc. Đây là mối hàn của thợ mới tập hàn nhá. Các bạn thấy thợ mới tập như này được không? Đây làm gì đấy? Hàn ở đây. Đây là thợ mới hàn nha các bạn, nhìn mối hàn của thợ mới hàn này. Ủa, quay thật à? Đẹp chưa? Có bác sĩ, bác sĩ đấy. Bỏ máy ra nó bật. Đấy, toàn vẩy lươn. Đấy các bạn nhìn thấy vẩy như vẩy lươn chưa? Thợ hàn mà không có bác sĩ có thế nói chuyện gì? Hả? Đấy các bạn nhìn thợ kỹ thuật cao hàn này. Không cần nhắm mắt. Không cần mò nhá. Không cần mặt nạ. Ngoảnh mặt đây cho khán giả xem nghe xem là. Thứ đang tập trung cao độ vào hàn. Bật G0.1. Hả? Bật G0.1. Chấm liên tục các bạn thấy chưa? Đây này, xem mối này. Từ từ, bỏ đi chắc. Phải như vậy lươn. Thấy chưa? Thợ sướng cười. Bọn nó cười cho thối mũi. Các anh thợ già đừng có cười em nhá. Em mới tập hàn thôi. Đây thợ chuyên hàn ống dầu với ống khí ở trong Lilama ra mà lại hàn cửa này không được thì thôi.